Kiev kéo NATO xuống hố. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính chào quý vị, chúng ta sẽ đến với video cuối tuần bằng những thông tin mới nhất về thất bại của Ukraine và hậu quả phía sau nó. Không chỉ là phương Tây sẽ rũ bỏ Zelensky, mà chính quyền Kiev cũng đang kéo NATO vào bờ vực tan vỡ. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Lời kêu gọi chiêu hàng hoặc đảo chính. Hãng tin RIA vào cuối ngày hôm qua đã đưa ra tổng kết của Bộ Quốc phòng Nga về việc Nga đã bắn hạ hai máy bay cường kích Su-25 của Ukraine trong một ngày, một chiếc ở Donetsk và một chiếc ở Zaporozhye. Ngoài ra, thì quân đội Nga cũng đã bắn hạ 26 máy bay không người lái của Ukraine khi chúng cố gắng tiến vào vùng mà Nga đang chiếm đóng. Vào chiều ngày hôm qua, ngày 18 tháng 8, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zarakova trong một tuyên bố trên trang web của cơ quan đã chỉ trích hành động của quân đội Ukraine cáo buộc họ tấn công khủng bố vào các thành phố và làng mạc Nga. Theo bà Zarakova, bất chấp tổn thất khủng khiếp về nhân mạng, những kẻ thực hiện các tội ác này sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Bà nhấn mạnh rằng Ukraine đã sử dụng pháo cỡ lớn, máy bay không người lái và thậm chí là cả đạn trùm. Hậu quả của những hành động như vậy là dân thường, bao gồm cả trẻ em, đã bị tấn công và có thương vong mỗi ngày. Bà ấy nói thêm rằng các tòa án đã bắt đầu đưa ra phán quyết đối với những kẻ liên quan đến hành động này. Đặc biệt, bà Zadokova kêu gọi quân đội Ukraine như sau. Không thể trả lại cuộc sống cho những người bị chúng hành hạ, bắn và thiêu sống. Nhưng mà Liên bang Nga sẽ làm mọi thứ cần thiết để không một kẻ theo đuổi chủ nghĩa phát xít nào thoát khỏi sự trừng phạt vì những tội ác đã gây ra. Đối với những quân nhân Ukraine, những người mà chúng tôi chắc chắn rằng đã hiểu toàn bộ bản chất tội ác của chính quyền thổ phỉ đã chiếm giữ đất nước của họ. Chúng tôi thực sự khuyên các bạn nên quay lưng lại với vũ khí của mình hoặc đầu hàng quân đội của chúng tôi. Trong những trường hợp này, chúng tôi đảm bảo về việc đối xử nhân đạo với mọi người. Lời cáo buộc của bà Zalakova dựa trên cơ sở nào? Đó chính là việc chính quyền Kiev đã biết là phản công thất bại và biết rằng sẽ không thể đối đầu với Nga bằng thực lực nhưng mà họ vẫn đẩy binh lính của mình vào chỗ chết. Cách đây vài ngày thì ABC, kênh truyền thông phương Tây đã công khai đăng tải về tổn thất nặng nề trong kế hoạch phản công của Ukraine. Bài báo này dẫn lời của một trong những quân nhân nói rằng 85% đồng đội của anh ta trong đơn vị đã bị loại khỏi cuộc chiến. Một lính đánh thuê khác thì nói rằng lực lượng phòng thủ của Nga được tổ chức tốt, trong khi nỗ lực tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine thì lại hoàn toàn ngược lại. Chúng vô tổ chức. Anh ta nói rằng, chúng tôi đã mất 3 chiếc Leopard trong một ngày bởi vì chúng được lệnh cứ tiến lên phía trước. Còn những lính đánh thuê Mỹ bày tỏ hy vọng rằng, Họ sẽ không phải quay trở lại mặt trận với tư cách là một phần của lực lượng vũ trang Ukraine. Bây giờ đây, họ đang ở trong bệnh viện ở Kiev và tin rằng họ sẽ được chuyển đến Đức. Một ngày trước đó, nhà báo Mỹ Seymour Hess nói rằng cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA đã thông báo cho Ngoại trưởng Anthony Blinken về kết quả thất bại của cuộc phản công Ukraine. Trước đó nữa, thì cựu cố vấn CIA Larry Ronson lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ ngừng chiến sự trong một tháng do cơn mưa mùa thu và cả vì tổn thất nhân lực khí tài trong các trận chiến. Tất cả những điều này cho thấy rằng phương Tây đã nhận thức rất rõ kết quả của cuộc phản công. Nhưng mà họ vẫn phải buộc Kiev đẩy binh sĩ ra tiền tuyến. Nếu không, thì người đứng đầu Ukraine sẽ phải trả một cái giá rất đắt vì dám không nghe lời. Nói về tội ác của chính quyền Zelensky, cựu sĩ quan tình báo MI6 Alice Stikort đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Andrew Napolitano trên kênh YouTube Justing Freedom rằng Ukraine đã trở thành hiện tượng tội phạm lớn nhất của thế kỷ về rửa tiền, tham nhũng và buôn bán vũ khí. Theo ý kiến của ông này, những lời của Tổng thống Ukraine về việc sa thải các quan chức đứng đầu cơ quan đăng ký và nhập ngũ chủ yếu là để xoa dịu Hoa Kỳ, bởi vì Washington càng ngày càng lo lắng về việc tiền của họ sẽ đi đâu. Ông ấy nói, tất cả những biện pháp này là vô nghĩa bởi vì trong thế kỷ qua, Ukraine đã trở thành hiện tượng tội phạm lớn nhất. Ấy thế nhưng, truyền thông phương Tây đã biến Zelensky thành một ngôi sao, một tổng thống điển hình kiểu mẫu. Họ phớt lờ tất cả những vấn đề của ông ta vì chính ông này sẵn sàng làm tay sai cho những chính trị gia cánh tả. Một vị tổng thống đang đẩy người dân của mình, binh lính của mình vào đường chết, thì liệu có phải là một minh vương hay không? Tất cả chúng ta đều có câu trả lời. Nếu như quan sát cục diện cuộc chiến Ukraine trong mấy ngày gần đây, chúng ta sẽ thấy một vấn đề. Có vẻ như là giới chức nước này đang suy nghĩ đến việc nối lại đàm phán với Moscow. Chúng đã xuất hiện trong các tuyên bố ngoại giao của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Nhưng tất nhiên là điều đó phải đi kèm với một số điều kiện trước hết đó là nga phải rút lui quân đội của mình khỏi những khu vực được coi là một phần lãnh thổ của ukraine ngoài ra các cuộc tham vấn giữa các bên trong cuộc xung đột chỉ có thể diễn ra thông qua một bên trung gian ông ấy nói thêm rằng sẽ không có các cuộc đàm phán trực tiếp giữa tổng thống nga và ukraine nhưng mà những điều kiện này người nga chắc chắn không chấp nhận ukraine luôn muốn đòi lại lãnh thổ của mình nhưng mà cái người nga cần đó là bảo vệ được người dân sống trên các vùng lãnh thổ đó do đó họ cần một cam kết từ chính quyền kiev tuy nhiên chúng ta vẫn không nghe thấy cam kết đó trong các tuyên bố của giới chức Kiev. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã đủ để cho Moscow từ chối nối lại đàm phán rồi. Các nhà lãnh đạo Nga đã nói đi nói lại nhiều lần về điều kiện đàm phán từ trước cả năm 2014, nhưng mà tất cả đều bị phớt lờ. Khách quan mà nói, người Nga vì đã bị đẩy tới giới hạn cuối cùng thì mới buộc phải phát động cuộc chiến ở Ukraine. Ukraine cáo buộc NATO phản bội Căng thẳng ngoại giao đã nổ ra giữa Kiev và phương Tây. Tham mưu trưởng NATO Stein Jensen cho biết, Ukraine có thể gia nhập liên minh bằng việc nhượng lại một số vùng lãnh thổ tranh chấp cho Nga. Ngay sau tuyên bố này, thì hàng loạt những viên đạn ngoại giao đã được giới chức Ukraine bắn ra. Mặc dù Jensen đã tuyên bố xin lỗi, tuy nhiên, chính quyền Ukraine vẫn còn đang phẫn nộ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nói những cuộc đàm phán như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông ấy nhấn mạnh rằng việc Kiev không trao đổi lãnh thổ và tuyên bố của người đứng đầu văn phòng là có lợi cho Nga. Lời của tham mưu trưởng NATO Stein Jensen rõ ràng là một sự phản bội trắng trợn. Bởi vì nếu liên minh này không hứa hẹn dụ dỗ Kiev thì đã không có cuộc chiến chống Nga. Khi mà NATO cảm thấy thấm đòn và phát hiện ra rằng mình chưa sẵn sàng tham chiến thì việc hy sinh lãnh thổ Ukraine là điều đương nhiên. Và hôm nay, mâu thuẫn giữa Tổng thống Zelensky cùng với quân đội đang là chủ đề nóng. Được biết, nguyên nhân của những mâu thuẫn đó là do kết quả cuộc phản công thất bại. Hiện tại thì các bên đang muốn đẩy trách nhiệm cho nhau và điều này lại rơi đúng vào lúc mà phía Nga đang thúc đẩy các hoạt động chiêu hàng hoặc đảo chính quân sự từ bên trong hàng ngũ của đối phương. Chúng tôi cũng xin lưu ý là đảo chính có thể xảy ra hay không lại nằm ở ý muốn của Hoa Kỳ. Bây giờ đây nước Mỹ cần tập trung vào Đài Loan cho nên sự quan tâm tới Ukraine cũng sẽ sụt giảm. Đài Loan đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử và nếu như một nhà lãnh đạo thân Trung Quốc được bầu lên thì Washington sẽ mất Đài Loan. Chính vì lý do này mà họ rất cần cuộc chiến Ukraine kết thúc trong tương lai gần. Nếu như Hoa Kỳ buông tay tại Ukraine, rất có thể sẽ xảy ra một cuộc đảo chính trước khi các bên ngồi được vào bàn đàm phán với Nga. Và mọi sai lầm sẽ chỉ có một mình Zelensky phải gánh chịu. Nghe chừng thì số phận của ông ấy đã bắt đầu lay lắt như là một ngọn đèn trước gió. Nhìn lại toàn bộ cuộc chiến, vào năm 2022, Kiev đã đạt được một số thành công nổi bật và đáng kể trên chiến trường. Họ hy vọng rằng những chiến thắng này sẽ mở đường cho chiến thắng cuối cùng vào năm 2023. Nhưng mà thật không may, giới lãnh đạo Ukraine đã đưa ra một quyết định tồi tệ. Họ đã quá tự phụ vào chính mình và vào hiệu quả của khí tài phương Tây. Vào tháng riêng năm nay, ông Putin đã cho tăng cường các hoạt động tấn công trên mặt trận dài 1.000 km để duy trì áp lực lên đối phương. Trong khi đó, Kiev tiếp tục tập trung vào các thành phố Soledad và Bakhmut. Ông Putin đã dùng Wagner để tham chiến tại khu vực này. Và chính tại đây, Ukraine đã mắc sai lầm lớn đầu tiên của mình. Bakhmut là một thành phố cỡ trung bình với khoảng 70.000 cư dân. Đây là một địa điểm quan trọng mang tầm chiến lược, nhưng mà nó cũng không phải là nước cờ vạn năng. Dù cho Ukraine đã chiếm giữ thành phố này, nhưng mà vào đầu tháng 3 Wagner đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông của nó. Và đáng ra, về mặt quân sự thì Ukraine lúc đó phải rút lui khỏi Bakhmut để xây dựng một tuyến phòng thủ tiếp theo ở phía tây. Từ đó, họ sẽ củng cố được khả năng phòng thủ, còn Nga sẽ rất khó mà có thể tiến sâu hơn nữa bởi vì phía Tây của Ukraine có địa hình cao hơn, cho nên mọi cuộc tấn công của người Nga đều sẽ là cực kỳ khó khăn và tốn kém. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn chọn cố thủ Bắc Mút. Trong nhiều tháng, các nhà lãnh đạo cấp cao của Mỹ đã cảnh báo ông ta rằng trận chiến tại đây rồi sẽ thất bại và ông ta nên chuyển quân sang các vị trí phòng thủ khác. Nhưng mà Zelensky không chỉ từ chối rút lui, lại còn ra lệnh cho người của mình không được rời bỏ một tòa nhà nào và buộc họ phải chiến đấu đến chết. Hết tháng này qua tháng khác, Zelensky gửi nhiều lữ đoàn để tiếp viện cho Bakhmut nhằm lật ngược tình thế. Và kết quả là Bakhmut vẫn thất thủ. Khi đó thì Zelensky vẫn ngang ngược tuyên bố rằng thành phố còn chưa mất. Điều tồi tệ nhất đã đến vào tháng 5 năm 2023, khi mà Ukraine lúc đó không chỉ thất bại ở Bakhmut, mà còn mất đi những lữ đoàn quan trọng cho cuộc phản công tiếp theo. Thật không may, khi mà cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6, những sai lầm trước kia vẫn tiếp diễn. Foreign Affairs vào ngày cuộc phản công đầu tiên đã đăng tải một bài phân tích nói về lợi thế của Ukraine. Bài báo có tiêu đề là Lợi thế tiềm ẩn của Ukraine. Các nhà huấn luyện châu Âu đã biến đổi quân đội ép và thay đổi cuộc chiến như thế nào. Nhưng mà rồi sau 3 tháng thì hóa ra tất cả các khóa huấn luyện tại châu Âu đã không thể thay đổi được lực lượng vũ trang Ukraine. Rõ ràng rằng Ukraine hầu như không thể thoát thai hoán cốt chỉ trong vòng vài tuần hoặc là vài tháng nhờ vào các đợt huấn luyện ngắn hạn và trang thiết bị của NATO để tạo ra được một lực lượng giã chiến hiệu quả có khả năng thực hiện các hoạt động vũ trang kết hợp nhằm chống lại một lực lượng lớn vốn đã chuẩn bị sẵn hệ thống phòng thủ đa khu vực thì trước tiên bạn cần phải có một số lượng đầy đủ các lữ đoàn chiến đấu. Những nhà lãnh đạo cấp trung đội cần phải có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm và ở cấp tiểu đoàn và lữ đoàn thì kinh nghiệm phải là từ 15 cho đến 20 năm. Tất cả các khóa đào tạo đều phải nhắm tới việc tạo ra một chiến dịch vũ trang phối hợp thành công. Ukraine không có những điều kiện này. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mà cuộc phản công đã bị chặn đứng ngay từ đầu. Hệ thống phòng thủ đa khu vực của Nga chủ yếu dựa vào bãi mìn để làm chậm bước tiến hoặc là dồn đối phương vào các điểm chết chóc nơi mà pháo binh Nga đang chờ sẵn. Điều đáng nói là chiến thuật này đã được người Nga áp dụng đi áp dụng lại nhiều lần mà Ukraine vẫn không rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình. Một thực tế không thể phủ nhận đó là Nga có ưu thế trên không, hệ thống phòng không mạnh, đạn pháo dồi dào, đồng thời Hệ thống tác chiến điện tử đủ để làm suy yếu các hoạt động liên lạc của Ukraine và vô hiệu hóa lượng lớn UAV cũng như là tên lửa. Cho nên việc Kyiv đưa tân binh mới qua huấn luyện vào chiến trường đồng nghĩa với việc đẩy họ vào chỗ chết. Bởi vậy mới nói rằng trách nhiệm đang đổ dồn lên đầu của ông Zelensky. Một cái kết không mấy tốt đẹp khi mà diễn viên hài làm tổng thống. Đứng trên bình diện quốc tế, ông Zelensky không phải là người duy nhất phải bị phán xét mà còn có NATO. Kyiv kéo NATO xuống hố. Các đồng minh phương Tây phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Kiev. Nhà phân tích James Detmer đã nhận xét như vậy trên tờ Politico vào ngày 17 tháng 8. Ông ấy viết rằng, có vẻ như là chúng ta đã trở lại với một cuộc chiến tiêu hào có thể làm hao mòn sự nhẫn nại của các đồng minh vốn đã thiếu kiên nhẫn, những người phải chịu trách nhiệm về tốc độ tiến triển chậm chạp của cuộc chiến. Như nhà phân tích này lưu ý, không có dấu hiệu nào cho thấy những thay đổi đáng kể được thực hiện trên bản đồ quân sự Ukraine sau 3 tháng phản công. Và hóa ra phương Tây đã kỳ vọng quá cao vào kết quả cuối cùng. Trước đó cùng ngày thì tờ Washington Post viết rằng cơ quan tình báo Hoa Kỳ tin Ukraine không thể đạt được các mục tiêu của cuộc phản công. Điều này là do Nga có khả năng bảo vệ gần như hoàn hảo các lãnh thổ đã chiếm được trong nhiều tháng. Đồng thời, một thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ là Andrew Harris đã thừa nhận sự sụp đổ của cuộc phản công Ukraine và bày tỏ ngờ vực về mức độ thận trọng và thông minh của Washington khi tiếp tục hỗ trợ cho Kyiv, mặt khác vào ngày 15 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Sologu tuyên bố rằng, dữ liệu sơ bộ về hoạt động của đối phương gần đây cho thấy các nguồn lực quân sự của Kyiv gần như cạn kiệt. Franz Stephen Gandhi là nhà phân tích quân sự tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ, vào ngày 11 tháng 8 lưu ý rằng, tỷ lệ thiệt hại về trang thiết bị quân sự của Ukraina trên chiến trường cho thấy phương Tây đã đánh giá quá cao khả năng của họ. Trước đó nữa thì vào ngày 31 tháng 7, nhà trắng đã công khai thừa nhận rằng Ukraina đang phản công chậm chạp và cú chốt cuối cùng đến từ Đức. Gần đây, các nước phương Tây đã gia tăng hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraina, tiêu biểu là các gói hỗ trợ mới nhất từ Mỹ và Đức. Nhưng mà đến ngày hôm qua, chính phủ Liên bang Đức đã quyết định loại bỏ quy định pháp lý về việc phân bổ 2% GDP cho nhu cầu của quân đội. Theo một nguồn tin trong chính quyền Berlin, điều khoản tương ứng trong dự luật tài trợ ngân sách đã nhanh chóng bị loại bỏ. Hành động này sẽ cho phép Đức không thực hiện những lời hứa trước đó là tăng chi tiêu quân sự lên 2% trong vòng 5 năm tới. Nói thẳng ra là Đức đã từ chối thực hiện nghĩa vụ NATO vì Ukraine. Đức có chỗ đứng quan trọng trong NATO. Bây giờ đây họ cũng chẳng còn mặn mà gì, thậm chí còn từ chối đóng góp ngân sách cho khối. Nó đồng nghĩa với việc NATO sẽ thâm hụt đi một khoản lớn. Hành động của Berlin là mồi lửa để khiến cho các quốc gia khác trong liên minh vốn không ủng hộ cuộc chiến chống Nga sẽ đồng loạt làm theo. NATO đang tự suy yếu từ bên trong nhờ vào cuộc chiến Ukraine và ông Zelensky cũng đang kéo NATO rơi vào cái hố đã được đào sẵn. Lực lượng Nga càn quét các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine ở Robotino Các lực lượng Nga trong khu vực Robotino đang nghiền nát các đơn vị được huấn luyện tốt nhất trong quân đoàn 10 Ukraine, đặc biệt là lữ đoàn tấn công đường không số 82. Điều này đã được công bố vào cuối ngày 18 tháng 8 bởi Chủ tịch phong trào Chúng tôi ở bên nước Nga, Vladimir Rogov. Theo ông, Ukraine đã cố gắng để giành được một chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía bắc của Robotino. Đáp lại, phía Nga đã bao phủ họ bằng hỏa lực pháo binh và súng cối. Hai bên cũng đã có những trận đấu súng. Vào ban đêm, họ bị tiêu diệt. Những người sống sót đã bị đẩy lùi khỏi Robotino. Hôm nay, các cuộc tấn công đã được nối lại từ sáng sớm. Ông Rogov cũng nhấn mạnh rằng, lần đầu tiên tại khu vực Robotino, các xe bọc thép Striker của Mỹ đã được các lữ đoàn 46 và 82 của quân đội Ukraine sử dụng tích cực. Mặc dù vậy, trong cuộc chiến ở khu vực này, phía Nga cũng có tổn thất. Vào chiều ngày hôm qua, theo các phóng viên quân sự của Wagonzo, một chiếc trực thăng Ka-52 đã bị rời, một phi công đã tử trận và một người khác đã được kịp thời cứu sống. Vụ nổ tại cảng lớn nhất của Nga trên Biển Đen Vào hôm nay ngày 19 tháng 8, The Guardian đã đưa tin về một đám cháy lớn bùng phát tại cảng Novorossiysk của Nga, một trong những cảng lớn nhất trên Biển Đen, cách Crimea khoảng 172 km. Ngọn lửa này bùng phát tại một kho chứa dầu ở cảng và hiện vẫn chưa rõ liệu vụ cháy này có phải là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hay không. Nhà kho này có công suất lưu trữ là 119.000 mét khối và xử lý 5 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm. Đây là một trung tâm xuất khẩu dầu chính của Nga trong khu vực. Theo truyền thông Nga, ngọn lửa đã lan ra diện tích 1.300 mét vuông. Ở trung tâm của ngọn lửa là những tấm pallet gỗ, trên đó đặt những thùng dầu dễ cháy. Có lẽ đây là lý do khiến cho đám cháy lan nhanh. Nguyên nhân của vụ cháy này vẫn chưa được xác định chính thức. Sở cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường để cố gắng khống chế ngọn lửa và ngăn chặn nó không lan sang các cơ sở lân cận. Các biện pháp an toàn bổ sung đã được đưa ra để loại bỏ khả năng gây thương tích cho con người. Hiện vẫn chưa có thông tin về số người thương vong sau vụ cháy. Trong một diễn biến khác, hôm nay New York Times đã trích dẫn lời của một quan chức Mỹ tuyên bố về số binh sĩ mà cả Nga và Ukraine đã thiệt hại lên tới nửa triệu người. Chúng ta hãy khoan nói về mức độ khả tín trong tuyên bố của quan chức này. Nhưng mà rõ ràng rằng chiến tranh đang làm tổn hại tất cả hai bên tham chiến. Chỉ có một nhóm người điều hành cuộc chiến là được hưởng lợi. Đó là những chính trị gia đang theo đuổi chủ nghĩa toàn cầu. Và họ sẽ sớm phải trả giá cho dã tầm của mình. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.